Bài 13 là một bài trong bộ đề thi tuyển sinh đại học. Nó được phát hành từ năm 87 đến năm 2001. Tìm x để bất phương trình x bình cộng với 2x nhân mẫu hóa đơn CD cộng cos y cộng 1 lớn bằng 0 đúng với mọi y thuộc R. Nếu em nào đọc không kỹ được bài thì là quất luôn là cho là delta nhỏ bằng 0 vì hệ số bậc 2 1 nhân x bình là hệ số dương. Vậy đúng với mọi y thuộc R là delta nhỏ bằng 0. Thì đấy hoàn toàn bị sai lầm cơ bản. Bởi vì là đây là đúng với mọi y thuộc R, tức là y là biến số và x là tham số. Mà nếu là x là tham số thì không phải là tam thức bậc 2 nữa rồi. Tam thức bậc 2 chỉ trong trường hợp x là biến số thôi. Chúng ta sẽ đặt ẩn phụ để thay áo khoác. Đặt u bằng sin y cộng cos y. Như vậy sin y cộng cos y nó sẽ chính bằng căn 2 nhân sin của y cộng pi nhân 4. Vậy sẽ thuộc đoạn trừ căn 2 lên căn 2. Và phương trình sẽ được biến đổi về hàm bậc nhất như sau. Ta đặt u bằng sin y cộng cos y và x đóng vai trò là tham số. Như vậy tôi sẽ viết là GU bằng 2X nhân U cộng với soạn tự do là X bình cộng 1 cộng mẫu đơn X bình cộng 1. Bây giờ ta cần phải tìm X để bất phương trình GU này lớn bằng 0 đúng với mọi U thuộc đoạn trừ căn 2 căn 2. Vậy đi, đồ thị GU là một hàm bậc nhất theo biến U. Do đó là tương đương min của GU lớn bằng 0. Và chúng ta chỉ cần ràng buộc hai đầu mút. Hai đầu mút mà lớn hơn bằng 0 thì toàn bộ đồ thị GU sẽ là nằm ở trên cao so với trục hoành. Đồ thị y bằng GU là một đoạn thẳng với U thuộc đoạn trừ căn 2 căn 2, nên min của GU lớn bằng 0 tương đương với là hai đầu mút, ta cho điều kiện hai đầu mút cùng lớn bằng 0. Ta G trừ căn 2 lắp vào trả lại tên cho em thì ta được hai bất phương trình bậc 2. X bình trừ 2 căn 2 x cộng 1 lớn bằng 0. G căn 2 lắp vào U căn 2 lắp vào đây này. Ta được phương trình x bình cộng 2 căn 2 x cộng 1 lớn bằng 0. Sự giải hai bất phương trình này và kết hợp nguyện chính xác chúng ta sẽ được là hai khoảng nghiệm trị đối của x lớn hơn căn 2 cộng 1 hoặc là trị đối của x nhỏ hơn hoặc bằng căn 2 trừ 1.